Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ ôn từ vựng của bài Caterer. Rồi, bạn nào mà hôm trước quên chưa có vào học với cô á, thì các bạn lưu ý là mình có thể comment cho cô email để cô có thể gửi cho các bạn những bài này, các bạn thấy có học cùng với cô nha. Rồi, cô Giang chào cô Dung nè. Cô Dung có thể mời tất cả các bạn mà có nhu cầu học TOEIC để vào group và cùng học từ vựng với Miss Giang nha. Cô chào bạn Hoàng nè. Hello, rồi, cô sẽ cùng muốn các bạn ôn lại một chút xíu ha. Bài Caterer sẽ có một số những từ vựng như sau. Thứ nhất là vào tháng tới thì Anh ngữ PMP, công ty PMP sẽ tổ chức một cái retirement party. Vậy thì bạn nào có thể nhớ được cái retirement party là gì, các bạn comment cùng một chút xíu ở bên dưới nào để mình khởi động ngày hôm nay lên nào. Cô chào bạn Diệu nè, chào chị Sương nè, chào Hoàng. Rồi, mình sẽ tổ chức một cái buổi retirement party cho một supervisor lớn tuổi cũng như là cái annual anniversary ha. Rồi, để cô chỉnh lại một chút xíu, cái chỗ này sẽ là annual anniversary nha. Rồi, ok. Ừ, đúng rồi, giỏi. Mình sẽ có retirement party, có nghĩa là tiệc về hưu cho một cái người giám sát lớn tuổi cũng như là cái bữa tiệc kỷ niệm hàng năm của công ty ha. Cô Giang chào cô Lan nè, chào anh Lộc nè. Các thầy cô có thể hỗ trợ Miss Giang gọi các bạn học viên, mời các bạn học viên của chúng ta để cùng vào cùng luyện tập ôn từ vựng với cô nha. Cô biết là cái mùa dịch này thì nó sẽ tương đối là khó khăn nè, có rất là nhiều bạn học viên sẽ về quê để tránh dịch. Và các bạn sẽ tham gia học online rất là nhiều, cho nên là để tránh quên từ vựng á, thì các bạn cùng cô học ha. Rồi, từ supervisor có nghĩa là một cái người giám sát, được chưa, lớn tuổi, cũng như là cái buổi tiệc kỷ niệm hàng năm của công ty ha. Chúng ta sẽ có từ annual, các bạn ghi chú ở trên đây cho cô nha. Chúng ta sẽ có từ annual thì bằng nghĩa với từ gì nhỉ? Từ annual sẽ bằng nghĩa với từ yearly. Rồi, nó là tính từ, nghĩa là hàng năm nha. Bởi vì tight budget có nghĩa là ngân sách eo hẹp. Rồi các bạn gạch chân cô từ tight budget, bạn nào mà chưa thuộc á thì cái này nó là một cụm đấy, được chưa? Bởi vì ngân sách eo hẹp cho nên là công ty không có make a reservation. Cái này tiếp tục lại là một cụm nữa nè. Bạn nào mà hôm trước ngày 3 tháng 5 chưa có học với cô á thì các bạn nhớ là ghi hết cụm này vào vào trong sổ ghi chú từ vựng của mình nhé. Chúng ta sẽ có make a reservation bằng nghĩa với từ reserve, có nghĩa là đặt chỗ trước, được chưa nào? Đặt chỗ trước ở nhà hàng như mọi năm, mà thay vào đó thì sẽ tổ chức tự túc tại công ty. Rồi, tiếp theo mình sẽ có cái cụm là in preparation for reception. Rồi, cái cụm này các bạn rất là dễ quên nè, cho nên là bạn nào mà hiện tại đang nhớ cái từ in preparation for reception là gì á thì các bạn có thể comment cho cô nhanh chóng bên dưới để cô sẽ có thể giải thích cho tất cả các bạn ha. Nhớ là từ reception này hôm bữa trước cô đã dạy một nghĩa nó khác. Được chưa nào? Bạn nào còn nhớ thì mình comment nhanh chóng cho cô bên dưới để cô check cho tất cả các bạn nào. Hiện tại thì cô đang thấy có 23 bạn cùng vào học với chúng ta rồi. Và ngày hôm nay thì cô mong là sẽ có được 50 đến 55 bạn cùng nhau mình luyện từ vựng cùng với Miss Giang hết. Cho nên là bạn nào mà mình vào livestream với cô rồi á thì các bạn có thể nhanh chóng mời bạn bè với của mình có nhu cầu học TOEIC nè, có nhu cầu luyện từ vựng TOEIC có thể cùng vào học chung với cô nha. Mình học đông thì mình sẽ vui và mình sẽ học được nhiều thứ hơn ha. Cô chào Huy nè. Cô Giang chào cô Quý. Rồi ok, bạn nào biết được từ in preparation for reception rồi thì các bạn comment cho cô nhanh chóng bên dưới để cô có thể giải thích cho tất cả các bạn ha. Rồi có Ninh nè, rồi Hoàng nè. Rồi bạn nào á mình vào với cô rồi mình comment cho cô nhanh chóng bên dưới là cái cụm mà cô mới nói in preparation for reception là gì ta? À, cô nhận được đáp án của Trân rồi nè. Cô chào Huy ha, Huy comment cho cô nhanh chóng bên dưới mình cùng học với cô ôn lại từ vựng nha. Rồi Huy ơi, Huy nhớ là chúng ta sắp tới là sẽ có đại hội TOEIC đấy, cho nên là nếu như mà em muốn chuẩn bị thi sư phạm kỹ thuật nè hoặc là thi IIT á thì nhớ là không được quên vào học với cô vào thứ hai và luyện đề cùng với cô Hảo, cô Lan vào thứ tư và thứ sáu bên TOEIC PMP ha. Đúng rồi, cô chào Châu nè. Rồi, sự chuẩn bị cho một buổi tiệc, giỏi. Trân, Trân cũng trả lời chính xác rồi nè. Chúng ta sẽ có từ reception có nghĩa là bữa tiệc và in preparation for reception có nghĩa là sự chuẩn bị cho một bữa tiệc ha. Công ty đã liên hệ với một caterer. Caterer có nghĩa là nhà cung cấp lương thực thực phẩm. Rồi, cô sẽ check lại ngay chỗ đây một chút xíu. Chúng ta sẽ có là
renowned caterer, được chưa? Renowned bằng nghĩa với từ well known, bằng nghĩa với từ famous, có nghĩa là nổi tiếng ha. Và chúng ta sẽ có từ caterer, có nghĩa là nhà cung cấp lương thực thực phẩm. Bạn nào mà mình chưa thuộc từ này thì mình viết ngay vào trong sổ tay từ vựng của mình nhé. Rồi, tiếp theo sẽ là từ payment. Tuy nhiên thì có cái sự trục trặc trong payment là sự thanh toán do invoice. Các bạn lưu ý nè, cái từ này các bạn hay đọc nhầm thành âm 2, mình đọc là invoice. Nhưng mà thực ra nó sẽ nhấn ở âm 1, mình sẽ đọc là invoice ha. Có sự trục trặc trong việc thanh toán do cái bill hoặc là receipt hoặc là invoice bị thất lạc, nên là cái việc giao hàng bị gián đoạn. Giao hàng thì mình có hai từ, đó là từ shipping và từ delivery ha. Quản lý đã ngay lập tức. Vậy thì cái từ ngay lập tức á, các bạn sẽ thuộc cái từ immediately nè. Các em thuộc từ right away rồi nè. Nhưng mà có một từ nó hay xuất hiện trong bài thi TOEIC mà các bạn hay quên, đó là từ promptly. Rồi cô chào Thọ nè, chào Như nè. Rồi các bạn nhanh chóng comment cho cô nha. Cô chào Gia Linh nè. Rồi cái từ promptly có nghĩa là ngay lập tức. Các bạn viết cái từ đấy vào nha, bằng nghĩa với từ immediately, để lần sau mình thấy thì mình không có bị bối rối ha. Quản lý đã ngay lập tức giải quyết cái vấn đề và làm cho các colleague hoặc là coworker bị ấn tượng với cái cách xử lý thông minh này. Thì chúng ta sẽ có là bình thường á, bốn đáp án, cái từ impress, rồi impressing, rồi impressive, rồi impressed. Vậy thì các bạn sẽ bị bối rối không biết là nó chỉ cái gì ở đây. Vậy thì các bạn lưu ý nè, làm cho những cái người đồng nghiệp bị ấn tượng. Vậy thì ở đây á, bị ấn tượng thì nó sẽ mang nghĩa là bị động, cho nên mình sẽ chọn bị động hoặc là cảm xúc, cho nên mình sẽ chọn là impressed ha. Thêm ed vào nha, để lần tới mình làm part 5 thì không bị nhầm ha. Rồi vậy thì nhớ ghi cho cô nè, từ invoice nhấn âm 1 nè. Hồi nãy mình có từ reception nè, rồi có từ caterer nè. Rồi sau đấy thì mình có từ promptly nữa. Rồi đúng rồi, Hoàng giỏi. Cô chào Nhuận nè. Hiện tại thì cô đang thấy có 30 bạn cùng học với chúng ta rồi đấy. Các bạn cố gắng ha. Chúng ta sẽ có 50 hoặc là 55 bạn cùng vào học với mình thì đông vui mà mình học hiệu quả đó, đúng không nào? Cho nên các bạn hỗ trợ cô Giang một chút xíu nha. Share bài về trong Facebook của mình để cho chúng ta có thể cùng học với nhau ha. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là special offer. Rồi, đầu tiên các bạn đoán cho cô special offer có nghĩa là gì nào? Đó, khi mà mình nhìn đi ra ngoài đường á, mình thấy cái chỗ nào mà nó đề cái bảng là special offer thì nếu như trong túi mình có tiền thì mình có thể bay vào ngay ha. Rồi các bạn nào đoán được nghĩa của từ đấy thì các bạn có thể viết cho cô nhanh chóng nè. Rồi comment cho cô nhanh chóng bên dưới để cô có thể giải thích cho các bạn ha. Mình có từ special offer bằng nghĩa với promotional offer. Rồi các bạn đọc lại ha. Special offer bằng nghĩa với promotional offer. Bạn nào đoán được nghĩa thì mình viết cho cô nhanh chóng bên dưới nè. Cô chào Quốc nè. Rồi hiện tại thì đang có... cô nhận được đáp án của Ngọc Châu rồi nè. Còn bạn nào nữa không ta? Dạy giỏi. Cô Giang chào cô Hảo nè. Ừ đúng rồi, Diệu cũng chọn được đáp án chính xác rồi đấy. Còn bạn nào nữa không ta, để cô nhanh chóng cô đưa ra đáp án của mình nè. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có special offer có nghĩa là ưu đãi đặc biệt hoặc là đề nghị đặc biệt ha. Cô thấy các bạn dịch ưu đãi đặc biệt rất là hay nè. Trân dịch là khuyến mãi đặc biệt cũng chính xác nha Trân nha. Rồi, nhớ là special offer thì bằng nghĩa với promotional offer. Các bạn nhanh chóng viết xuống ở phần ghi chú từ vựng của mình để mình có thể nhớ và cùng học ha. Tiếp theo sẽ là từ specializing. Các bạn lưu ý nè, specialize thì âm đuôi nó sẽ là z, và chúng ta sẽ nối âm qua in thì mình sẽ đọc là specializing, nhớ chưa nào? Rồi, bạn nào nhớ nghĩa của từ này thì các bạn viết nhanh chóng cho cô bên dưới nè. Specializing có nghĩa là gì đây ta? Rồi bạn nào mình nhớ nghĩa thì mình viết vào bên dưới cho cô nha. Specializing, chúng ta sẽ có nghĩa từ này có nghĩa là chuyên về cái gì đó. Xí nữa thì chúng ta sẽ bỏ nghĩa vào trong cái từ vựng, trong cái câu chuyện để mình có thể nhớ nghĩa của ngày hôm nay nha. Đúng rồi, đặc biệt trong, mình dịch là chuyên về thì hay hơn nha nha Hoàng nha. Chúng ta sẽ có nghĩa là chuyên về, đúng rồi. Nam chính xác nè, Minh Huy chính xác, Hoàng cũng ổn rồi nè. Hoàng sửa lại cho cô một chút xíu là chuyên về thì hay hơn nha Hoàng nha. Ghi xuống nè. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ install. Từ này dễ quá cho nên là cô sẽ nói luôn cho các bạn, không cần phải comment ha. Mình có từ install có nghĩa là lắp đặt, được chưa nào? Rồi tiếp theo mình sẽ có từ request bằng nghĩa với từ requirement, và lâu lâu thì nó sẽ bằng nghĩa với ask. Nếu như nó là động từ thì có thể nó bằng nghĩa với từ ask, có nghĩa là gì? Yêu cầu. Rồi các bạn viết ngay cái từ request và từ requirement. Thì nếu như là động từ nó có thể bằng nghĩa với từ
Ask, yêu cầu. Đúng rồi, cô nhận được đáp án của Quốc rồi nè. Giỏi, yêu cầu ha. Đúng rồi, Minh Hoàng chính xác. Rồi, chúng ta có từ tiếp theo đó là từ maintenance. Rồi, cô cần các bạn viết cho cô nghĩa của từ maintenance này xuống dưới phần comment cho cô nhanh chóng nè. Chúng ta sẽ có những cái cách đọc như sau ha. Ở trong từ điển á, thì cô thấy người ta phiên âm như cô đang phiên âm đây. Mình sẽ đọc là maintenance, được chưa nào? Maintenance. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, ở trong băng đĩa, ở trong bài thi TOEIC thì cô hay nghe người ta đọc là maintenance. Người ta sẽ bỏ cái âm t đây ha, người ta sẽ đọc là maintenance thôi. Đúng rồi, cô nhận được đáp án của Trân nè, Quốc nè, Diệu nè, giỏi. Chúng ta sẽ có từ này có nghĩa là việc bảo trì, nó là danh từ nha em nha. Rồi, việc bảo trì, từ này vừa là danh từ vừa là động từ ha. Rồi, chính xác, Thanh nè, Minh Huy nè, Châu nè, chính xác. Bảo trì chứ không phải là duy trì nha em. Từ maintain có nghĩa là duy trì, nhưng mà maintenance là bảo trì. Rồi, Hoàng Nam cũng chính xác. Chúng ta có từ tiếp theo là technical support. Mình có từ support là hỗ trợ đúng chưa nào? Vậy thì nguyên cụm technical support là gì đây ta? Từ này có nghĩa là sự hỗ trợ kỹ thuật, được chưa nào? Rồi, bạn nào mà hiện tại mình chưa có thuộc cái cụm này á, thì nhớ là viết vào trong bài thi cho mình ha. Bài trong ghi chú từ vựng với cô nè. Mình có từ technical support. Đúng rồi, sự hỗ trợ kỹ thuật. Từ này tương đối là dễ nè. Rồi, từ tiếp theo mình sẽ có từ reach. Các bạn cùng cô đọc lại một chút xíu nha. Âm i và âm ch đuôi ha. Chúng ta sẽ đọc là reach. Rồi, bằng nghĩa với từ contact. Được chưa nào? Nhớ là mình đọc thì mình bật âm đuôi ra để lần sau mình viết thì nó không có bị sai chính tả nha. Các bạn viết lại với cô nè. Reach bằng nghĩa với từ contact. Đúng rồi, nó có nghĩa là liên hệ. Chính xác, cô đã nhận được đáp án của Hoàng nè, Quốc nè. Chính xác, mình có từ liên hệ ha. Rồi, từ tiếp theo mình có từ technician. Đúng rồi, Diệu nữa nè. Bạn nào mà nhớ nghĩa của từ technician thì viết xuống bên dưới cho cô nào. Liên lạc, liên hệ. Đúng rồi, Ninh cũng chính xác. Châu giỏi nè. Chúng ta có từ tiếp theo technician. Technician là gì đây ta? Bạn nào có nhớ nghĩa của từ này thì viết xuống bên dưới cho cô nhanh chóng, cô kiểm tra thêm đúng chưa nào. Ừ, đúng rồi, cô nhận được đáp án của Hoàng rồi nè. Nam nè, chính xác. Rồi, mình sẽ có từ technician, nhấn âm số 2, các bạn lưu ý ha. Chúng ta sẽ nhấn âm số 2 nha. Và âm đuôi nó sẽ là shin ha. Mình có từ này có nghĩa là kỹ thuật viên. Rồi, cô nhận được rất là nhiều đáp án của Ninh nè, Diệu nè, Nam nè, Hoàng nè, Châu, Thanh, Quốc nè, rất là giỏi. Rồi, từ này có nghĩa là kỹ thuật viên. Từ tiếp theo sẽ là subscribe. Từ subscribe này nó là động từ và danh từ của nó sẽ là subscription. Các bạn cùng cô đọc lại nha. Subscribe và subscription. Vậy thì các streamer rồi các YouTuber hay nói người ta quay một cái video gì đó và cuối buổi thì người ta nói là please subscribe gì đó, người ta sẽ chỉ mũi tên xuống như vậy. Vậy thì từ subscribe có nghĩa là gì? Là đăng ký, đúng rồi, hoặc là theo dõi. Chính xác, cô đã nhận được 1, 2, 3, 4 đáp án của tất cả các bạn rồi nè, giỏi quá. Rồi, các bạn cùng cô đọc lại nha. Subscribe. Rồi, tiếp theo subscription, được chưa nào? Tiếp theo sẽ là từ renew. Vậy thì chúng ta có thể đoán từ này nghĩa như sau ha. New có nghĩa là mới, đúng chưa nào? Và re, chữ re, cái tiền tố re có nghĩa là lại. Vậy thì mới lại tức là sao ta? Bạn nào nhớ từ renew có nghĩa là gì nè? Cùng cô đoán nghĩa nè. New là mới và tiền tố re có nghĩa là lại. Vậy thì renew, đúng rồi. Cô nhận được đáp án của Nam nè, Hoàng nè, Ninh nè, Trân, Quốc, giỏi. Rồi, ok, từ renew có nghĩa là gia hạn ha. Rất giỏi. Mình dịch nghĩa là gia hạn thì hay hơn là làm mới nha trong nha. Chính xác nè. Rồi, chúng ta sẽ có từ expire. Các bạn cùng cô đọc lại từ này một chút xíu nè. Expire, từ này nhấn âm số 2 ha. Và từ này thì có thể viết tắt ở trong những cái nhãn chai dầu gội nè, sữa tắm nè, rồi bánh mì, rồi tất cả, nói chung là tất cả rất là nhiều thứ. Chúng ta sẽ có từ này có nghĩa là hết hạn. Rồi, các bạn cùng cô đọc lại nha. Expire, nhấn âm số 2 ha. Expire, được chưa nào? Rồi, từ tiếp theo là từ cancel. Từ này thì cô báo nghĩa luôn, có nghĩa là hủy. Từ này rất là dễ cho nên cô không nói ha. Ừ, nên dịch là hết hiệu lực cũng chính xác nha. Ok, giỏi. Cancel có nghĩa là hủy ha. Rồi, từ đây là từ cuối cùng của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ có nguyên một cụm. Cái cụm này các bạn rất là hay quên nè, cho nên các bạn viết xuống bên dưới cho cô nha. Chúng ta sẽ có là strictly confidential. Các bạn cùng cô đọc lại nè. Strictly confidential. Rồi, bạn nào mà nhớ nghĩa của từ này thì các bạn viết nhanh chóng cho cô phun xuống bên dưới nè. Từ này hơi khó đấy, rồi rất là dễ quên nè. À, cô chào bạn Thế Anh nè. Thế Anh ơi, cô like thứ hai hàng tuần nè. Nhưng mà lâu lâu lắm rồi cô mới thấy Thế Anh vào học chung với cô đấy.
Rồi mình có từ strictly confidential, cô nhận được đáp án của bạn Hoàng Nam rồi nè. Không biết có bạn nào có đáp án của câu này có thể cùng vào học với cô không nào? Rồi các bạn comment cho cô nhanh sóng xem thử mình đúng chưa nha. Mình có từ strictly confidential, nó là một cụm đấy. Ừ, có vẻ như các bạn hơi hơi bối rối ha. Rồi, bạn nào mà mình bị bối rối từ này quá thì cô sẽ cung cấp cho các bạn luôn. Bạn viết từ này vào trong cái sổ tay từ vựng của mình nhé. Chúng ta sẽ có là strictly confidential, có nghĩa là bảo mật tuyệt đối. Ghi vào cho cô ha. Từ confidential có nghĩa là bảo mật, và strictly có nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối, được chưa nào? Rồi các bạn viết lại cho cô ha. Strictly confidential, bảo mật tuyệt đối, được chưa nào? Rồi sau đây sẽ là phần câu chuyện của ngày hôm nay. Special offer, một cái sự cung cấp đặc biệt, một cái đề nghị đặc biệt gì đó ha. Cái chúng ta có là công ty đối tác của PMP. Rồi mình có nguyên cụm specializing, có nghĩa là chuyên về, được chưa nào? Chuyên về cung cấp dịch vụ lắp đặt miễn phí cho bất kỳ hệ thống viễn thông nào trong 2 tuần tới ha. Và nếu như có bất kỳ những cái request hoặc là requirement gì về, như có bất kỳ yêu cầu gì về cái việc bảo trì hoặc là hỗ trợ kỹ thuật, mình có từ maintenance hoặc là technical support, bảo trì hoặc là hỗ trợ kỹ thuật, thì các bạn có thể liên hệ contact trực tiếp với technician của họ, có nghĩa là kỹ thuật viên ha. Rồi mình có từ technical là tính từ thuộc về kỹ thuật, và technician là danh từ có nghĩa là kỹ thuật viên nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là để trở thành thành viên VIP và nhận được những cái sự cung cấp đặc biệt special offer thì hãy subscribe kênh của chúng tôi ha. Cái câu này rất là quê, rất là quen thuộc với chúng ta đúng không nào? Rồi cái việc đăng ký dài hạn này thì phải được sao? Gia hạn nửa năm một lần, mình có từ renew, mới, làm mới lại, tức là gia hạn ha, nửa năm một lần nếu như mà bị hết hạn, expire. Tiếp theo, bạn có thể tự do cancel cái việc đăng ký nếu như thấy không cần thiết. Và thông tin của bạn thì sẽ được strictly confidential. Rồi nhớ cho cô nè, thông tin của bạn sẽ được strictly confidential, sẽ được bảo mật tuyệt đối. Mình học một câu thì dễ nhớ hơn nha. Rồi và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển nhanh chóng sang phần practice của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thời gian để luyện khoảng 6 câu của phần practice ha. Cho nên các bạn cùng cô làm bài tập nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có là the new energy efficient air conditioner. Cái này nguyên cái cụm đằng trước ở đây, nó sẽ đóng vai trò là chủ ngữ nè. Và đằng sau từ từ have ở trở đi thì nó sẽ đóng vai trò là động từ. Cho nên mình dịch thấy cụm danh từ thì mình phải dịch từ đằng sau sang đằng trước cho cô nha. Rồi chúng ta có 4 đáp án. À cô nhận được bắt đầu của Hoàng Nam rồi nè, giỏi nhanh quá. Bạn nào nữa không ta? Mình có từ conduct có nghĩa là tiến hành. Rồi tiếp theo từ install có nghĩa là lắp đặt. Rồi từ admitted có nghĩa là thừa nhận. Và từ cuối cùng posted là đăng, đăng lên cái gì đó. Rồi tất cả các bạn đang chọn đáp án là câu B nè. Ừ, bởi vì cái máy điều hòa tiết kiệm năng lượng mới thì nó chưa được lắp đặt, đúng chưa nào? Cho nên là nhân viên thì được cho phép để mang cái, mình có từ oscillating. Rồi chúng ta sẽ có cái cụm là oscillating fan. Vậy thì các bạn cũng không cần phải học cái từ đằng trước này đâu, nhưng mà cô sẽ cung cấp nghĩa luôn ha. The oscillating fans có nghĩa là cái quạt, cái quạt mà ba cánh mình hay dùng ở nhà mình ấy, thì gọi là oscillating fans, nhớ nha. Đó, nhân viên thì có thể được cho phép là mang cái quạt đó từ nhà lên trong cái thời gian đó ha. Rồi cô thấy tất cả các bạn đang chọn đáp án là câu B nè, rất là chính xác nè. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Mình có là request a refund or gì đó. Rồi, chỉ cần quan tâm hết cho cô cái cụm này là chính xác nè. Yêu cầu một cái việc hoàn trả lại tiền hoặc gì đó cho sản phẩm mà bạn đã đặt hàng thôi. Rồi. Ok, chúng ta sẽ có là replacement là vật thay thế, hoặc là sự thay thế ha. Tiếp theo mình có từ complain có nghĩa là phàn nàn. Receipt thì bằng nghĩa với từ bill, hóa đơn ha. Và promotion có nghĩa là sự quảng cáo hoặc là sự thăng chức, được chưa nào? Sự thăng chức ha. Rồi vậy thì chúng ta sẽ có cái câu này. Cô thấy các bạn đang chọn đáp án là câu
A nè, có Hoàng chọn, à Hoàng chọn câu C xong chọn lại câu A rồi, giỏi. Rồi chúng ta sẽ có đáp án của câu này là câu A nha. Rồi câu này mình sẽ dịch như sau nè. Làm ơn đọc cái gì? Những cái điều khoản một cách cẩn thận để xác định. Rồi từ weather có rất là nhiều bạn hỏi cô ơi, từ này dịch là gì? Hồi giờ em thấy từ này rất là nhiều ở trong đề thi mà em dịch không ra. Từ này các bạn dịch nghĩa cho cô là liệu rằng nha. Để xác định một cách cẩn thận, liệu rằng chúng ta có thể yêu cầu một cái việc hoàn trả lại tiền hoặc là yêu cầu một cái sản phẩm thay thế mà bạn đã đặt hàng hay không? Rồi mình dịch hết rồi mình mới dịch chữ or not hay không là nó sẽ hay ha. Rồi ok, cô Giang chào Đương nè. Rồi bạn Đương bây giờ mới thấy vào nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. Chúng ta sẽ có a team of 10 janitors has been hired for the gì đó of the new terminal at the airport. Rồi cái từ terminal đây mình dịch là the terminal là mình dịch là cảng. Đó, cho nó hay ha, terminal. Rồi, hello cô Đương. Rồi, cô chào Long nè. Long bây giờ cô mới thấy nè, Long nhớ là cô sẽ livestream vào 11 giờ thứ hai hàng tuần để mình cùng vào đặt lịch cùng vào học từ vựng với cô nha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái team 10 người. Mình có từ janitors có nghĩa là những cái người mà lao công ấy. Những người lao công. Rồi, được thuê cho cái việc gì đó, cái cảng mới tại sân bay. Mình có từ maintenance hồi nãy cô mới dạy có nghĩa là việc bảo trì, sự bảo trì ha. Sự bảo trì tiếp theo, mình có từ anticipation có nghĩa là sự tiên đoán. Các bạn cùng cô viết nghĩa vào nha. Sự tiên đoán. Application mình sẽ có hai nghĩa, một nghĩa nó là mẫu đơn, nghĩa còn lại nó sẽ có nghĩa là cái ứng dụng, đúng rồi, ứng dụng dày. Rồi mình sẽ có từ app hoặc là ứng dụng đấy. Rồi tiếp theo mình có từ replenishment có nghĩa là sự cung cấp, sự cung cấp được chưa nào. Rồi cô chào Tính nè, cô thấy Hoàng nè, Ninh nè, Trân nè, Quốc nè đang chọn đáp án, Diệu nữa nè, Nam cũng chọn đáp án là câu A. Rồi, chúng ta sẽ có đáp án của chúng ta là câu A ha. Một team 10 người lao công được thuê cho cái việc bảo trì cái cảng mới tại sân bay. Được chưa nào? Mình có từ maintenance là sự bảo trì ha. Các bạn viết nghĩa những từ còn lại vào trong cho cô nha. Rồi, tiếp theo câu số 4. Chúng ta sẽ có là cái công ty gì đó thì được công nhận một cách rộng rãi cho việc gì đó. Được chưa nào? Rồi, mình có từ earning. Ở đây có nghĩa là, từ này có nghĩa là thu nhập. Nếu như là danh từ thì nó có nghĩa là thu nhập nha. Thu nhập. Rồi, ngoài ra nó còn có nghĩa là kiếm được cái gì đó nữa. Kiếm được. Rồi, tiếp theo mình có từ value có nghĩa là đánh giá. Rồi, benefiting có nghĩa là làm lợi cho. Và cuối cùng dedicating có nghĩa là cống hiến. Rồi, cô nhận được đáp án của Hoàng Nam nè. Hoàng Nam chọn câu D rồi. Các bạn còn lại thì sao ta? Các bạn comment cho cô nhanh chóng nha. Cô chào Cao nè. Cao hứa với cô là sáng nay lên trung tâm mà tới hiện tại là bây giờ ta mấy giờ ta? 11 giờ 32 phút cô vẫn chưa thấy bạn Cao đâu cả. Rồi, chúng ta sẽ có là Hart House Incorporation thì được công nhận một cách rộng rãi cho việc gì đó. Tất cả những cái năng lượng và rồi, mình có từ resources có nghĩa là nguồn tài nguyên ha. Nguồn tài nguyên cung cấp tất cả các nguồn cái gì đó, tất cả những cái năng lượng và nguồn tài nguyên để hỗ trợ cho những cái hoạt động của cộng đồng. Mình sẽ có nguyên cụm là social activities có nghĩa là những hoạt động của cộng đồng nha. Rồi, vậy thì các bạn chọn đáp án nào cảm thấy thích hợp nhất, các bạn comment cho cô nhanh chóng bên dưới để cô có thể cùng giải với tất cả các bạn ha. Mình chỉ còn từ câu 4 đến câu 6 thôi, cho nên là mình sẽ cùng nhau học một chút xíu nữa. Sau đấy thì các bạn sẽ có thể nghỉ ngơi, ăn cơm và có thể coi lại một số những cái từ vựng mà chúng ta vừa học nha. Cô mới nhận được đáp án của Hoàng Nam thôi nè. Rồi, ok, cô nhận được đáp án của Châu, đó là câu A. Chúng ta đang có câu D và câu A rồi đấy. Rồi, còn các bạn còn lại thì sao ta? Câu này có vẻ như làm cho các bạn bối rối nhiều đúng không? Ừ. Rồi, ok, chúng ta sẽ dịch như sau ha.
Chúng ta đang có ba đáp án là câu D, câu A với câu C. Wow. Rồi thì câu B Hoa chọn là cô bỏ nha. Bỏ nè. Rồi chúng ta sẽ dịch như sau ha. Cái công ty gì đó, cái tổ chức gì đó được công nhận một cách rộng rãi cho việc thu nhập tất cả nguồn tài nguyên để hỗ trợ hoạt động cộng đồng à? Không đúng đúng không? Rồi để làm lợi cho tất cả những cái năng lượng và nguồn tài nguyên thì nó cũng không đúng luôn. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D, dedicating, được chưa nào? Rồi quốc nè, châu nè. Nếu như mà quốc với châu mà hiểu câu này rồi á thì comment cho cô nhanh dưới là yes để cô biết được các bạn hiểu bài rồi, cô yên tâm để cô đến với câu tiếp theo ha. Rồi bạn quốc với bạn châu nha. Còn chúc mừng bạn đương nè, hoàng nè, nam nè, chọn đúng rồi nè, giỏi. Cô sẽ dịch lại một lần nữa ha. Cái công ty này thì được công nhận một cách rộng rãi cho việc cống hiến tất cả những cái năng lượng và nguồn tài nguyên để hỗ trợ cho những hoạt động của cộng đồng, được chưa nào? Ừ, cô nhận được đáp án của Châu, à yes với của Châu với Quốc rồi nè. Cho sau đây chúng ta sẽ đến với câu số 5. I can be đó. Các bạn lưu ý nè, cô sẽ chỉ cho bạn một cái tips nho nhỏ trong phần listening ha. Ngay chỗ đây mình người ta đọc là can thì nó sẽ là chữ này. Còn nếu người ta đọc là can't, người ta lên giọng thì đương nhiên nó sẽ là chữ can mà có not vô nữa, được chưa nào? Cho nên là mình để mình nghe ha. Ừ, trong quá trình cô đang giảng phần listening thì cô nhận được đáp án của Hoàng rồi nè, giỏi. Mình có từ confirmed có nghĩa là xác nhận. Rồi tiếp theo từ reach có nghĩa là đạt được cái gì đó. Rồi determined có nghĩa là xác định. Ôi sao bây giờ bắt đầu lỗi phông rồi đây trời. Xác định. Yay. Rồi cuối cùng mình có từ arrive có nghĩa là đến nhá. Cô đang nhận được đáp án của Hoàng rồi nè. Không biết các bạn còn lại thì có thể chọn được đáp án không ta? Câu này chúng ta sẽ dịch như sau ha. Tôi có thể cái gì đó và cái số bên dưới, được chưa? Add a number below, cái số bên dưới. Nếu như mà bạn gì? Encounter, nếu như bạn đối mặt với bất kỳ những cái gì khó khăn nào yêu cầu cái sự chú ý của tôi, mà cần cái sự chú ý của tôi đấy ha. Rồi cô đang nhận được hai đáp án, Hoàng là câu A nè, Nam với Quốc là câu C, Châu cũng câu C luôn nè. Rồi cái câu này tôi có thể xác nhận tại số bên dưới nếu như bạn gặp, mình có từ encounter có nghĩa là gặp phải ha, gặp phải hoặc là đối mặt với cái gì đó, được chưa nào? Gặp bất kỳ cứ cái khó khăn nào mà, rồi cô sẽ dịch thôi, gặp phải bất cứ khó khăn nào cần sự chú ý giúp đỡ của tôi đó. Rồi cô sẽ ghi nguyên cái chỗ này ra cho các bạn khỏi bị bối rối ha. Đó rồi vậy thì cho cái câu này á mình cô đã thấy đang ba đáp án luôn nè, A nè, C nè, B nè. Ô khó ta. Câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B, được chưa nào? Cô sẽ giải thích như sau ha. Tôi có thể đến cái số ở bên dưới hoặc là liên lạc đến cái số bên dưới, được chưa? Cái từ reach còn có nghĩa là liên lạc đến cái số bên dưới. Nếu như mà bạn gặp phải bất cứ cái khó khăn nào mà cần cái sự hỗ trợ của tôi, được chưa nào? Tôi có thể được liên lạc ở số bên dưới. Số này là số điện thoại đó, được chưa? Tức là người ta cung cấp một cái số điện thoại bên dưới, xong rồi người ta nói là bạn có thể liên lạc đến cái số đó, hoặc là tôi có thể được liên lạc đến số đó nếu như bạn gặp bất kỳ khó khăn nào. Rồi hiện tại thì cô thấy bạn Đương nè, Châu nè, Quốc nè, Nam nè, Hoàng nè, nếu như mà tất cả các bạn đang hiểu câu số 5 tại sao mình lại chọn đáp án là câu B rồi á thì các bạn comment cho cô là yes nha. Chúng ta sẽ có nguyên một cụm là reach the number có nghĩa là gọi đến số điện thoại, được chưa nào? Gọi đến số điện thoại nào đó. Cô nhận được đáp án của
Rồi, yes, chấm là Nam hiểu bài rồi đúng không Nam? Rồi, giỏi. Rồi, sau đây sẽ là câu cuối cùng của ngày hôm nay nè. Mình sẽ luyện câu số 6 ha. Sau đấy thì cô sẽ nghỉ để cho các bạn có thể đi ăn cơm, nghỉ ngơi, cùng ôn lại bài cũ nha. Câu cuối cùng chúng ta sẽ có như sau nè. The list is comprised of thousands of gì gì đó. Được chưa nào? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có những cái nghĩa như sau. Mình có từ spectator có nghĩa là khán giả. Được chưa nào? Rồi, các bạn, cô sẽ để thời gian một chút xíu để cho tất cả các bạn mình có thể cùng comment cho cô đáp án ha. Rồi, chúng ta sẽ có từ tiếp theo, the witnesses có nghĩa là chứng cứ. Chứng cứ, được chưa nào? Rồi, mình sẽ có từ tiếp theo, participant là người tham gia. Và cuối cùng subscriber, có nghĩa là từ này chúng ta sẽ không cần phải dịch đâu ha. Người theo dõi. Theo dõi, rồi, để ra nghĩa đó đi. Rồi, chúng ta sẽ có từ tiếp theo đó là từ comprise, có nghĩa là bao gồm. Bạn nào mà chưa thuộc cái từ comprise nghĩa là gì á thì các bạn viết vào ở trong sổ tay thuộc vựng của mình nha. Một cái danh sách thì được bao gồm hàng ngàn, từ thousand of chúng ta sẽ dịch là hàng ngàn ha. Hàng ngàn cái gì đó để, rồi mình cắt chỗ đây một xíu nha. To various magazine, đến rất là nhiều, rất là đa dạng những cái báo chí, những cái tạp chí nè, bao gồm cả về gì? Về máy tính nè, về ô tô nè, về mình có từ garment, rồi cô sẽ viết nghĩa từ garment ra ngoài đây để lần sau mà các bạn thấy từ này ở trong phần listening á thì không có bị bối rối. Từ garment nó là danh từ có nghĩa là quần áo, được chưa nào? Hoặc là về điện tử. Rồi cô đang thấy các bạn chọn ba đáp án là câu đi nè. Rồi cô xem nè, danh sách này thì bao gồm gì? Hàng ngàn người theo dõi. Rồi các bạn chọn đáp án là chính xác rồi đấy. Hàng ngàn người theo dõi đến các cái lĩnh vực về những cái báo chí, những cái tạp chí khác nhau, bao gồm là về gì? Máy tính nè, về ô tô nè, về quần áo nè, và về điện tử viễn thông ha. Cho nên chúng ta sẽ dịch là bao gồm hàng ngàn người theo dõi những tạp chí khác nhau nha. Bao gồm hàng ngàn người theo dõi tạp chí khác nhau về gì đó. Rồi, được chưa nào? À, Sơn bây giờ Sơn mới vô nè. Hiện tại thì chúng ta đã đến thời gian để mình dừng lại cái livestream ở đây rồi ha. Chúng ta sẽ còn một số câu, đó là từ câu 7 cho đến câu số 13 nữa. Vậy thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ tải cái đề này. Đề, link đề thì cô đã để ngay ở phía dưới livestream của chúng ta rồi. Các bạn có thể cùng cô giải một chút xíu những cái đề này, giải những câu còn lại ha. Để lần tới thì mình có thể cùng nhau mình ôn tập tiếp và mình chuyển sang chủ đề mới nha. Rồi, hôm nay thì mình học một số những cái từ vựng nè, rất là hay luôn. Từ vựng rất là hay luôn, liên quan tới gì nhỉ? À, đó là từ promotional offer nè, đó, xong rồi từ expire, hết hạn nè, strictly confidential, thông tin được strictly confidential, bảo mật tuyệt đối ha, và từ maintenance, rồi từ tiếp theo là gì nữa? Technician, những cái kỹ thuật viên, được chưa nào? Rồi, nếu như mà các bạn hiểu bài của ngày hôm nay rồi thì các bạn có thể thả tim cho Miss Giang để cô có động lực làm những livestream tiếp theo cùng hỗ trợ tất cả các bạn học từ vựng của TOEIC, listening cũng như là speaking nha. Rồi, Sơn ơi, Sơn nhớ là chúng ta sẽ cùng học với nhau từ 11 giờ đến 11 giờ 30 ha. Cho nên là lần sau thì Sơn có thể đặt lịch nè để cùng vào học với cô, hoặc là comment cho cô là cô nhắc em với thì lần tới cô sẽ nhắc Sơn cùng học với cô nha. Rồi cô cảm ơn team của Châu nè. Rồi, bây giờ thì cũng trễ rồi cho nên là chúng ta sẽ tạm dừng livestream ở đây để cho các bạn cùng nghỉ ngơi, ăn trưa. Và hiện tại cũng đang là mùa dịch cho nên là mong là các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe nè, đừng có đi đâu lung tung để mình cùng bảo vệ cái việc này nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.